Xin chào các bạn đã trở lại với một video If You Like, You Will Like giới thiệu các nước hoa có mùi hoặc phong cách tương đồng với một nước hoa đã nổi tiếng. Nước hoa nổi tiếng chúng ta đề cập hôm nay đó là Dolce & Gabbana The One For Men EDT. Đây mới chỉ là video thứ hai trong series này. Video trước chúng ta nói về Acqua di Giò. Nếu bạn nào chưa xem, có thể tìm xem bằng cách bấm vào hashtag màu xanh If You Like gạch dưới PCN ở ngay dưới chân của video này. Sản phẩm đầu tiên đó là The One EDP Eau de Parfum. Trước đây khi review sản phẩm thì tôi cũng đã nhận xét phiên bản EDP này mùi nó trong hơn một chút, có nghĩa là nó ít creamy hơn so với EDT. Và độ bền mùi nó cũng tốt hơn một chút, nhưng không đáng kể. Cơ bản đây là hai nước hoa có độ bền mùi và tỏa mùi kém. Nhưng mùi của nó khá là tương đồng, cho nên tôi tin chắc rằng nếu như ai thích phiên bản EDT này thì chắc chắn sẽ thích EDP. Sản phẩm thứ hai đó là Replica Jazz Club của nhà Maison Margiela. Đúng như tên gọi, mùi của nước hoa này gợi cho chúng ta rất nhiều về một câu lạc bộ nhạc jazz. Tôi đã có khá nhiều lần đi nghe nhạc jazz tại Sài Gòn, cái câu lạc bộ trên đường Lê Lợi các bạn. Ở Mỹ thì tôi chỉ mới tới các bar uống rượu whisky hay là uống rượu vang tại hầm thôi, chứ tôi chưa bao giờ đi nghe nhạc jazz tại Mỹ. Người ta nói nhạc jazz phải được thưởng thức ngay tại quê hương của nó thì mới tuyệt vời. Tức là tại bang Louisiana, miền nam của nước Mỹ ấy các bạn. Lần sau tới Mỹ thì chắc chắn tôi phải cố gắng. Nhưng tôi hoàn toàn cảm nhận được cái tinh thần của nhạc jazz. Nhạc jazz nó khẳng định tiếng nói của những người nô lệ da màu, nhưng nó lại không ồn ào. Và đặc biệt nó mang rất nhiều cái tính ngẫu hứng. Mùi nước hoa này cũng vậy. Không ồn ào, nhẹ nhàng, bình thản, nhưng nó mang rất nhiều cái chất lãng mạn, chất nghệ sĩ ở trong đó. Đây là kiểu mùi mà khi các bạn ngửi, các bạn muốn cảm nhận cái mùi hương tổng thể hơn là muốn chi tiết hóa các nốt hương thành phần. Đâu đó cũng có mùi rượu rum, cũng có mùi thuốc lá, có mùi các loại hạt, hay nói chính xác hơn là cái kiểu mùi creamy, mùi đục đục của nhân các hạt như là hạt óc chó, hạt phỉ gì đấy. Nhưng khi các bạn cố ngửi thì các bạn sẽ không cảm nhận được mùi rượu rum và không cảm nhận được mùi thuốc lá. Tất cả nó trộn lẫn với nhau giống như mùi trong không gian của một cái câu lạc bộ nhạc jazz. Nói tóm lại thì hai nước hoa này có mùi rất tương đồng với The One EDT nhưng theo hai hướng khác nhau. Bản EDP này nó trong hơn EDT và nó ít creamy hơn. Trong khi đó, Jazz Club lại đi theo hướng khác. Nó gần mùi với EDT nhưng mà nó creamy hơn, nó đục hơn so với The One EDT. Về độ bền mùi và tỏa mùi thì trên da của tôi, nước hoa này nó bền mùi khoảng 7 tiếng đồng hồ trở lên. Có nghĩa là nó bền mùi hơn so với hai bạn này một chút. Tôi nghĩ cái độ bền mùi như thế nó không phải là quá tốt nhưng mà không quá tệ. Một chút nữa tôi sẽ nói cho các bạn biết trong số các nước hoa hôm nay tôi thích nước hoa này nào hơn và lý do vì sao. Nước hoa thứ ba đó là Mustard Eau de Parfum của nhà Rosas Pháp. Chữ này tiếng Anh đọc là Mustard, còn tiếng Pháp hình như họ đọc là Moustache, có nghĩa là ria mép. Khi nói tới hãng Rosas thì người ta thường nghĩ ngay tới hai nước hoa nổi bật nhất của họ, đó là Mustard Eau de Parfum và Rosas Men. Chai này nè các bạn. Nhiều người dùng so sánh mùi hương này với lại Yves Saint Laurent Tuxedo. Chai này tôi đã thử mùi nhưng mà hôm nay không có ở đây và tôi thấy không có nhiều sự tương đồng lắm về phong cách. Mustard EDP có thể không hoàn toàn tương đồng với The One EDT về mùi hương, nhưng có sự tương đồng về phong cách, cũng phong cách nhẹ nhàng như thế. Nếu so sánh với The One EDT và kể cả hai nước hoa mà tôi vừa đề cập, tức là The One EDP và Jazz Club, thì Mustard EDP có mùi trong hơn, thanh hơn, ít creamy hơn, có nghĩa là ít đục hơn. Ở trong này các bạn cũng cảm nhận spicy là nguyên liệu chính, nhưng nó rất nhẹ. Và tôi còn cảm nhận được một cái mùi rất thanh, rất mỏng manh, giống như là mùi của cây cói.
mặc dù trong thành phần công bố của nước hoa này thì không có thành phần cây cõi. Có rất nhiều review quốc tế khen ngợi nước hoa này, nhưng theo tôi đây là một nước hoa tốt nhưng nó không phải là quá xuất sắc, và đặc biệt cái độ tỏa mùi bền mùi của nó không phải là quá tốt. Nước hoa này các bạn chỉ cảm nhận được nó tỏa mùi khi các bạn xịt vào và ngồi im một chỗ ở trong phòng máy lạnh. Còn nếu các bạn đi ra ngoài thì nó tỏa mùi không còn tốt. Cho nên các bạn cũng cần cân nhắc trước khi mua sản phẩm này. Nước hoa thứ tư và thứ năm có phong cách tương đồng, mặc dù mùi của nó không hoàn toàn giống với The One. Đó là Lanuitelum bản gốc EDT và Lanuitelum Blue Electric của nhà Yves Saint Laurent. Đây không phải là ý kiến của cá nhân tôi mà dựa trên thông tin thống kê. Khi tôi hỏi ý kiến người dùng thì cứ 20 người đã mua và thích sản phẩm này, có tới 17 người, tức chiếm 85%, trả lời rằng họ cũng đồng thời thích mùi của Lanuitelum bản gốc. Còn với Blue Electric thì như review của tôi trước đây, tôi đã đánh giá mùi của Blue Electric và bản gốc giống nhau tới 95%. Cho nên tôi suy ra những ai thích The One EDT cũng sẽ thích Blue Electric. Trong số các nước hoa mà tôi đề cập trong video hôm nay thì đây chính là hai nước hoa mà tôi thích hơn. Lý do cho Jazz Club đó là mùi hương này có tính lãng mạn và nó thể hiện rất đúng tên gọi của nó, một câu lạc bộ nhạc jazz. Còn lý do cho Blue Electric đó là tính đa dụng. Có thể có những nước hoa khác có mùi và phong cách tương đồng với The One EDT, nhưng có thể là tôi chưa được thử mùi, hoặc là tôi đã thử mùi nhưng mà trong chiều dài của video này tôi không đề cập tới. Video của chúng ta hôm nay tới đây là hết rồi. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và đăng ký kênh của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.